Trận đấu căng thẳng giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF Công an Nhân dân trong tứ kết cấp quốc gia ngày 11 tháng 7 đã kết thúc với sự thất vọng cho đội chủ nhà. Tuy mặc dù đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã bị loại sau loạt đá luân lưu cam go. Trước khi vào loạt đá luân lưu, cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến một cuộc chiến tưng bừng trên sân, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Loạt đá luân lưu đã đưa tâm trạng của cầu thủ và người hâm mộ lên tới đỉnh điểm. Hoàng Anh Gia Lai đã dẫn trước với tỷ số 4-3 và tới lượt thứ 5, mọi ánh mắt đổ dồn về Tuấn Anh. Cầu thủ này có cơ hội đưa đội bóng của mình vào bán kết nếu thực hiện thành công. Tuy nhiên, sự kịch tính của bóng đá đã khiến mọi người chứng kiến cú sút của Tuấn Anh vọt ra ngoài khung thành. Không thể trách một cầu thủ vì một cú sút không thành công, và Tuấn Anh đã có những đóng góp quan trọng trong trận đấu. Anh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 49, đưa hy vọng vào tầm tay của đội chủ nhà. Trong hiệp 1, PVF Công an Nhân dân đã mở tỷ số nhờ công của Ngọc Sơn. Huấn luyện viên Piatisak đã xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu để bảo vệ học trò của mình. Ông nhấn mạnh rằng việc đá hỏng luân lưu là một phần không thể thiếu trong bóng đá, và ông tin rằng Tuấn Anh sẽ nhanh chóng vượt qua thất bại này để tập trung cho những trận đấu sắp tới. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nói lời chia tay với cấp quốc gia và trải qua năm thứ 19 liên tiếp không có danh hiệu. Một thất bại đáng tiếc, nhưng đội bóng và người hâm mộ sẽ tiếp tục đứng vững, sẵn sàng cho những thử thách mới trong tương lai.